Sáng nay, Đảng Bộ Đài Phát Thanh Truyền Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy và chuyên đề thực hiện chỉ thị số 05 năm 2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng Bộ Đài nhằm tuyên truyền phổ biến trong toàn thể cán bộ đảng viên về những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, và chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới. Đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương cán bộ đảng viên trở thành nhu cầu tự thân thường xuyên đồng thời đây cũng là cơ sở để mỗi đảng viên chi bộ cụ thể hóa nội dung các chỉ thị chuyên đề này và công tác chuyên môn tại đơn vị